Hôm nay là ngày 3 tháng 12 2019. Anh em mình ở khách sạn Mường Thanh, Buôn Mê Thuột. Thì bây giờ anh em đang chuẩn bị để mà lên đường đi Gia Lai làm từ thiện đợt thứ 3. Hôm qua là hết 2 đợt. Hôm nay làm tiếp đợt thứ 3. Xin mời tất cả mọi người cùng theo anh em trong đoàn mình. Anh em thì đây là những cái siêu xe rất là hoành tráng nha. Đoàn của mình 50 mấy người và đi khoảng 50 chiếc mô tô và mười mấy chiếc xe ô tô. Đây, xin mời anh em xem qua. Rất là nhiều siêu xe. Bây giờ là đoàn của mình bắt đầu lên đường. Chống anh, cái chống. Anh em đang khởi động xe để cho máy nóng nhớt lên ổn định rồi xong rồi mình xuất phát. Đây các bạn. Đây là Thu Hà Đông Nghi. Đây là anh Hoàng Tiền nha các bạn. Okay. Ok, đã siêu xe, tí nữa sẽ đi. BM màu xanh, Mustang. Ok, cả đoàn lên đường. That's it. Thì anh em ơi, mình là đi xe chốt đoàn cho nên là mình đi cuối. Thì bây giờ là mô tô là chạy trước rất là xa rồi.
nên bây giờ ba anh em mình chỉ có thể dí theo đoàn xe Mustang thôi, Audi rồi một chiếc Porsche. Mustang chứ các bạn, idol luôn, qua idol luôn. Cũng còn mấy chiếc lên. Chạy dữ. Lên đi xin người chị. Hello. Anh đang lái chiếc nào vậy? Anh có anh đang dẫn đầu phải không? Rồi này này, chút xíu anh kiếm em một cái đường thẳng đi rồi anh chạy chậm lại em ở đây anh bung ra cho quay mấy vài chiếc xe đó nha. Nha nha, chút xíu gì đi em nhá đèn cho anh cái rồi. Nay em chạy lên quay á. Chốt đoạn dưới này chiếc mạng này đang dưới chiếc nước tăng gì nè. Rồi ok anh, rồi anh kiếm đoạn nào thật dài nha. Rồi. Quốc lương, quốc lương chuẩn bị qua công nè nè. Đổi mót bọt đi cho nghe tiếng ngô luôn, ý công lộ. Quốc nguyên đoàn luôn rồi, chúc mừng luôn. Con đi luôn, đi luôn. Ôi trời, đẹp quá. Đang, không kể, đang hứng cho bơm đi. Em bơm theo lỗi không? Bơm theo nổi nhưng mà mình quay á. Anh đang quay bơm luôn. Chạy chạy được phải không? Rồi bơm luôn. Nguyên đò bị hủy, nguyên đò đâu chạy gì đâu, lo chứ mọi người. Bị nguyên đò dễ thoát. Các bạn thì bây giờ là cục đua của motor là mình không quay nổi, cho nên mình chơi luôn cục đua của xe hơi luôn. Em đi rồi. Rồi vượt lên luôn đi em, vượt lên luôn đi. Chạy chậm đi anh. Ừ rồi đang chạy chậm lại nè, chạy chậm chậm thôi, đang bận đồ giáp. Chuẩn bị nha, tranh thủ chưa? Ba anh nó bận đồ giáp vô dí. Rồi chuẩn bị đưa. Không rồi, rồi. Quốc đi anh. Anh dí à? Ok rồi. Khỏi. Không được ra ngoài gió chịu nổi. Lấy tiền xe. Không giờ anh em mình chạy chuyến 12 anh em đứng kia anh em quay. Ok. Không chạy trước đoạn rồi xong kịp leo xuống không chừng. Bây giờ là anh em mình qua mặt hết luôn. Ủa, đoạn này đẹp quá. Quay xuống là anh chạy ra làm sao mình nữa. Quay xuống cái bò cua này luôn anh. Anh em, đoàn xe siêu xe tới nha anh em.
đoàn mình dừng chân tại đây ít phút để mà uống cà phê rồi sẽ lên đường đi tiếp. Mời các bạn tham quan các xe của đoàn mình. Số lượng xe hôm nay đông hơn mười mấy chiếc. Đến nơi điểm hẹn rồi. Mustang BM. Và đây là Audi. Giờ đoàn mình đi ăn cơm trưa. Mệt mỏi quá. Hello. Hello, hello Bảo. Đây để quay phim mình với. Chào mọi người các ơi. Hello mọi người. Hôm nay là tới Gia Lai nha. Điểm hẹn đầu tiên là Gia Lai. Rồi. Tôi đang có làm chương trình. Rồi. 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 Cảm ơn anh đã có những cái này. Xin chào ạ. Rồi đây giới thiệu các bạn. Đây là khách sạn mà anh em mình sẽ ở. Giờ mình check in. Để lấy đồ. Thì đây giờ anh em mình nghỉ ngơi ít phút. Đang chờ một số anh em nữa đến. Ok, mình sẽ check in. Hello Đức. Hai em cho anh lấy phòng lúc nãy có đặt á. Dũng hai người đang dùng. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, để cho anh gửi hành lý đỡ đây. Dạ rồi, cảm ơn chị. Thế Dũng. Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Các bạn, đây là xe của anh em đậu tại khách sạn. Khách sạn cũng xinh xinh, nho nhỏ, vừa đủ cho số lượng anh em của mình. Ok các bạn, thì đoàn mình hôm nay ngày 3 sẽ dừng chân ở quán này để mà dừng cơm trưa.